đâu có xe đâu mà. Ờ, nhiều người này kéo 68. Ủa anh tìm cánh giờ mà em không có đi xe nên em không có vô được. Sao anh? Hả? À. Rồi rồi rồi. Lô. Sao cứ mấy điều lễ thằng nào mà không cần ghét bớt cho 500. Bớt 100 thôi anh ơi. Mẹ vô cặn quá. Rồi ngồi nghỉ xíu đây, ngồi nghỉ xíu đây, ngồi nghỉ xíu đi. Ngồi 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 nghỉ, ngồi nghỉ, ngồi nghỉ. Ngồi. Muốn khỏi mở tay rồi như này nè, đứng lên như này nè, như anh muốn khỏi mở nè. Tay gì vậy anh Tân? Đâu dây hả? Thôi nghỉ giải lao 5 phút. 2 phút mà sợ không đủ nữa, 5 phút. Đi rồi hả? Từ từ. Rồi lên đi, lên đi, lên đi. Anh em lên đi. Ở bên đứng xa xa quay video cũng được. Không, phụ không sao hết á. Lên luôn. Mẹ. Chỗ mà lắm. Không có hai thằng này bung ra ngoài hết vậy. Nhiều lớn quá, hai thằng bỏ ra. Mẹ, hòa đàn thành công mẹ rồi. Quá kinh khủng anh em ơi. À, thì anh em ở vùng đất đỏ Ba Giang, Đắk Lắk, Tây Nguyên, gió nó kinh khủng làm sao. Đây, nhiều thì cũng nhiều, kia thì nó công từ sớm giờ rồi đây. Ôi trời ơi, kinh khủng quá. À, kinh khủng quá rồi anh em ơi. Ôi trời ơi, xin. Gì nó còn queo luôn anh em ơi, quá hồi hộp luôn rồi. Mà đi chơi diều giống như là đi tra tấn tim mạch á, quá hồi hộp luôn rồi. Không đủ anh em kéo nha, có 5 người à, mình thì không đeo bao tay, không có tay phụ đằng sau tí chút định quay video. Đổ người. Quá kinh khủng rồi. Trời ơi. Mà cái vùng đất đỏ Ba Giang này nó khủng khiếp quá. Gió có gió là nó gió kinh khủng quá. Rang sáu đè đây. Thôi ăn luôn rồi. Hay quá. Hay quá rồi. Úi xời ơi, lôi. Đủ người rồi, anh em rất cố gắng rồi.
quá ghê rồi. Đừng thả, đừng thả. Thả. Đù, không thả luôn. Mấy ông này liều. Mấy ông này quá. Buông cái gì chưa buông đâu. Trúng dây kìa, chân kìa. Miên lù. Giữ lại. Đù, mẹ. Đù. Chết rồi đây mà. Lên lại rồi.